Vũ mến chào quý vị và các bạn. À, thì ở đây là mình thấy có một cặp luôn, Kubota L2000 đang xới lộn, đang lên luống để mà chiều nay là chuẩn bị các bạn. Nhỏ xíu ha. Bây giờ mấy chiếc Isaki nhỏ vậy đó. Tốc độ cũng dữ lắm luôn à. Chiếc này các bạn. Bây giờ hai chiếc chạy sai con này mình không biết quay chiếc nào mà mình chạy theo nó kia đó các bạn. Nên mình đứng để mình tìm cách mình đứng gần gần quay cho các bạn xem nha. Đó nó xuống tới rồi các bạn. Chạy tới lắm nha. Khi mình lấy con Kubota mini là 2000 mình lớn nha các bạn. Chà nó xuống tiếp. Bên kia mình lại xem nó đang xuống. Lắm này cũng có máy công các bạn, mình nhìn lớn lắm. Cái loại sao máy công vậy? Đất này cài chắc mấy cây lớn cài nè, đất nó xốp rồi mà nó lúng đi, nó lúng ghê lắm. Nên nó là các bạn thấy khi mà hai chiếc Kubota này nó lên lúng nè. Nhìn thấy nó rất là mô rất là cao ha.
cái lift nó cũng cao luôn nè, các bạn thấy không, lift nó rất là cao luôn. Đây tới ở đây thấy hai chiếc chạy gần gần ha, quay đã ha các bạn, hai chiếc sau á. Đang đi qua mấy cái luống này. Đó, đó qua mấy cái luống này nó khỏe liền. Bùm bùm ta. Ở đây nó nằm sát cái bờ kinh đấy các bạn. Từ sáu phang mà đổ cây xăng sáu phang mà đường đỏ mới đang làm á. Thì tắt qua bên cái bờ kinh xong tắt xuống Trà Lạ luôn á. Ở đây mình không biết cái thuộc thì của thằng nào nữa, nó nằm ở đây bờ kinh mà không biết của Sáp Thang hay là của bên Trà Lạ. Sáng giờ lộn xộn như đó hoài hoài á, không biết con nào. Sao không chế cái mui? Sao không chế cái mui? Không kịp. Không kịp à? Dạ. Nó chế đi cái mui là không có kịp rồi. Cái kia trước nhà. Chứ là anh mới lấy gì đó. Mình lấy đây ha. Lên xuống là cũng nhanh ghê các bạn, rất là nhanh luôn. Sao có đường mương này ngộ ha.
xuống nữa này cảm ơn. Mấy trại lớn đó là nó bốn chảo với một cái bánh lái, cái thằng này thổi luôn, cái thằng này chỉ có hai chảo thôi. Cái chảo kẹp lấy đêm chiếc này nữa đâu có làm mua đâu kẹp. Chiếc anh mới lấy luôn hả? Còn thằng này cái đó đó hả? Bữa lấy chiếc này nhiêu? 40. 40 hả? Lấy cũng cái tên anh mình luôn hả? Hả? À, Long An Bình Chánh với hả? Bữa mình quay cái chiếc Vios xe đất rồi là ảnh là bữa ra tới á. Chiếc này lấy gần 40 nè, lấy ở với Bình Chánh gần Long An chứ. Đây coi anh xuống cái ruộng nhà sao nha, xuống cái ruộng nước rồi quay xanh nha. Có đừng mưng nước là chắc bỏ quá. Bỏ cái này. Chơi luôn. Đi chơi đi. Hai tàu mạnh lắm các bạn ơi. Ủa vậy là bữa tôi hỏi ông sao tôi vô không quay được không? Lại lên quay chiếc VS hồi tôi thui luôn, hết quay được. Cái đó bỏ, cái lần nó bỏ chứ chạy gì? Tập được luôn, mình có chơi. Bữa mình có hỏi anh mình quay, xong rồi chưa chơi có mình quay hai chiếc VS đó các bạn. Xong cái đầu tối hù luôn. Bữa đó 5 giờ, 5 giờ mấy gì đó, xong cái đầu hồi luôn. Bữa nay em tự nhiên tình cờ có ai gặp lại anh á, anh không nhớ đâu nãy anh á, nó nói bữa là bữa hai chiếc giá đó mà mình nhớ rồi đi sát được mưa rồi sát mưa lũ quá rồi chưa được mưa luôn. Hai tàu lùn lắm. Bây giờ mình cũng kết thúc video luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Giờ đói bụng mà nói chuyện muốn nuốt cái lưỡi luôn các bạn. Rồi bye bye các bạn nha. Nhớ không có đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.